Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 12 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì sự kiện chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Dự kiến sẽ có hàng ngàn học sinh, giáo viên sẽ có mặt tại quảng trường Ngọ Môn vào ngày mai để cổ vũ cho nhà leo núi Phủ Đức, trường Quốc học Huế. Nhiều trường hợp học sinh vi phạm quy định luật an toàn giao thông, ghi nhận của phóng viên sau một thời gian ra quân. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì sự kiện chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 nhằm điểm lại thành tựu, ghi nhận kết quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng, người dân, doanh nghiệp. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, các tập đoàn, cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Mở đầu sự kiện chia sẻ về kết quả chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Lào vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tại các hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác của ASEAN phát biểu đều đề cập những vấn đề mang tính toàn cầu, toàn diện, toàn dân. Cùng với đề cập tới các vấn đề liên quan xung đột, cạnh tranh chiến lược, trong đó thống nhất cao việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và hàng hải trên Biển Đông, các đại biểu đều đề cập tới chuyển đổi số, kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, công dân số, chuyển đổi xanh, hạ tầng kết nối gồm giao thông, kết nối mềm, phát triển hài hòa bền vững, không để ai bỏ lại phía sau. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no hạnh phúc, không có ai bị bỏ lại phía sau, để Việt Nam bắt kịp tiến cung và vượt lên trong kỷ nguyên vương mình của đất nước. Năm 2024, chuyển đổi số quốc gia có chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp. Chúng ta tổ chức sự kiện quan trọng này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung tay chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Qua đó tiếp tục truyền tải thông điệp của Chính phủ, quyết tâm theo đuổi của cách mạng chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và hiện đại hóa quản trị quốc gia. Cùng với cả nước, Thừa Thiên Huế xác định chuyển đổi số là bước đột phá để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, ban hành chương trình hành động tập trung xây dựng khung kiến trúc chuyển đổi số của tỉnh dựa trên kết quả đã làm được nhưng phù hợp với xu thế hiện nay. Tỉnh sẽ phối hợp xây dựng sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân, tạo ra các giá trị mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với chủ đề quản lý toàn diện bệnh lý người cao tuổi, hội nghị khoa học lão khoa mở rộng được Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức vào chiều nay có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lão khoa, nội tiết, đái tháo đường, tim mạch, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực đến từ cả cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, khu vực miền Trung và một số tỉnh thành trong cả nước. Tại Việt Nam, tỷ lệ dân số trên 60 tuổi vào năm 2022 là 12% và dự báo đến năm 2050 chiếm tỷ lệ 28%. Mặc dù có tuổi thọ trung bình cao, nhưng người cao tuổi Việt Nam có tỷ lệ ốm đau cao. Trung bình mỗi người phải chịu 14 năm bệnh tật trong tổng số 73 năm trong cuộc sống. Với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, cùng việc nghiên cứu những thành tựu của y học tiên tiến của thế giới, các báo cáo khoa học tại hội nghị, bên cạnh đề xuất những giải pháp mang tính chiến lược về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn cập nhật xu hướng điều trị mới của một số bệnh tương đối phổ biến ở người cao tuổi, trong đó có bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Nhiều chủ đề chuyên sâu liên quan đến chế độ dinh dưỡng và tối ưu hóa điều trị insulin cho bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi, quản lý suy tim, ứng dụng liệu pháp thay thế thận và kiểm soát suy thượng thận chu phẩu ở bệnh nhân cao tuổi cũng được chia sẻ tại hội nghị, góp phần nâng cao công tác chăm sóc và điều trị các bệnh lý ở người cao tuổi.
Cũng trong chiều nay, Hội Lão Khoa Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Sự ra đời của hội nghề nghiệp chuyên ngành lão khoa đầu tiên tại khu vực miền Trung Tây Nguyên sẽ đóng góp cho việc nghiên cứu, phòng ngừa, điều trị, chăm sóc sức khỏe ở người cao tuổi ngày càng hiệu quả hơn. Hội Lão Khoa tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập theo quyết định số 1698 ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những cán bộ đang công tác trong ngành y tế, có sự am hiểu, quan tâm đến lĩnh vực lão khoa, cùng tham gia đóng góp cho việc nghiên cứu, phòng ngừa, điều trị, chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi. Hội ra đời sẽ là nơi trao đổi thông tin chuyên ngành, nghiên cứu khoa học liên quan đến bệnh lý, chăm sóc người cao tuổi, tuyên truyền chiến lược phòng chống các bệnh ở người cao tuổi, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, thông tin y tế, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành lão khoa. Trong bối cảnh Việt Nam đang có tốc độ gia hóa dân số nhanh, xã hội hóa lĩnh vực y tế trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Thông qua sự phối hợp tích cực của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó có vai trò của các hội lão khoa. Chủ đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết, nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình khai thác, tạo điểm nhấn mỹ thuật cho cầu, nhất là về ban đêm, tăng hiệu quả sử dụng của dự án, chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh bổ sung một số hạng mục. Cụ thể là hệ thống camera giám sát cầu qua cửa biển Thuận An, điện chiếu sáng mỹ thuật trên và dưới cầu, hệ thống thoát nước dọc, đầu tư hoàn thiện vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng đoạn tuyến 1B phía phường Thuận An. Ngoài ra, bổ sung diện tích đất 3,2 ha tại khu vực bãi biển Hòa Duân, trong đó 2 ha thuộc phường Thuận An, thành phố Huế và 1,2 ha thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, để hoàn trả lại diện tích 3 ha đất quốc phòng bị thu hồi tại thôn Hải Tiến, phường Thuận An. Chủ đầu tư khẳng định việc bổ sung cả hạng mục này không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án. Đây là dự án lớn, có thời gian thực hiện kéo dài, sử dụng nhiều loại vật liệu, áp dụng nhiều công nghệ mới, lần đầu tiên thực hiện ở Thừa Thiên Huế, nên việc điều chỉnh bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án là cần thiết. Đến thời điểm này, dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An hiện đạt hơn 71% giá trị xây lấp và dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2025. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều ngày 12 tháng 10, thị xã Hương Thủy tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân với sự tham gia của hơn 200 công ty doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Thông tin đến các doanh nghiệp về những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được, lãnh đạo thị xã Hương Thủy cho biết, năm 2024, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ số kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu ngân sách đạt hơn 378 tỷ đồng, vượt 0,74% so với dự toán, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,64%, thấp nhất toàn tỉnh. Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành liên quan cùng với sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, những thành quả trên có sự đóng góp đồng hành của các doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thị xã. Đánh giá cao, biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cả cơ sở sản xuất kinh doanh, lãnh đạo thị xã Hương Thủy cam kết tạo cơ chế chính sách thuận lợi, đồng thời luôn cầu thị sẵn sàng gặp gỡ để lắng nghe, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, tăng tính công khai minh bạch nhằm phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp cũng trao đổi chia sẻ thuận lợi khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đề nghị chính quyền địa phương, ngành chuyên môn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp không ngừng phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 21 CTUBND yêu cầu Sở Y tế tăng cường phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, áp dụng rộng rãi quyết định số 4976 QĐ-BIT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi. Đồng thời tăng cường kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em, sử dụng rộng rãi hiệu quả sổ theo dõi sức khỏe ba mẹ và trẻ em, bản giấy và bản điện tử, tăng cường triển khai tiêm chủng vaccine cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo đạt tỷ lệ an toàn hiệu quả, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản và bố trí kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản theo cả quy định hiện hành. Căn cứ vào nhu cầu công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTBIT. Tăng cường công tác truyền thông, đa dạng các hình thức và phương tiện truyền thông phù hợp hiệu quả tại địa phương về công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em,
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông kết nối các nền tảng cơ sở dữ liệu về sức khỏe để quản lý sức khỏe trẻ em, tăng cường giám sát các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập, ngoài công lập trên địa bàn trong việc thực hiện các giải pháp, các can thiệp chuyên môn về chăm sóc cấp cứu sơ sinh, chăm sóc sức khỏe trẻ em. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của toàn dân về tầm quan trọng, tính chiến lược lâu dài của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em cũng như trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tham gia chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Hưởng ứng ngày thị giác thế giới năm 2024 và nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe về mắt cho cộng đồng, tập trung hướng đến học sinh cấp 1, cấp 2 đang có nguy cơ mắc phải các bệnh lý về mắt. Bệnh viện mắt triển khai hoạt động khám và đo khúc xạ miễn phí. Chương trình diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 tại 5 điểm trường trên địa bàn tỉnh với 4.500 học sinh đến khám. Tại đây, các bác sĩ tiến hành sàng lọc thị lực và kiểm tra tật khúc xạ, ra đường kính, khám mắt đối với những học sinh có dấu hiệu bất thường ở mắt, cấp kính cho bệnh nhi nghèo mắc tật khúc xạ. Ngoài ra, học sinh còn được tư vấn giáo dục sức khỏe mắt, tham gia trò chơi kỹ năng chăm sóc mắt. Qua kết quả khám sàng lọc đã kịp thời phát hiện 569 em học sinh bị bệnh về mắt tật khúc xạ. Hoạt động nhằm giúp các em có những kiến thức cơ bản để ngăn ngừa, phòng tránh tật khúc xạ và bệnh về mắt, đồng thời khuyến khích các em học sinh chủ động chăm sóc và bảo vệ đôi mắt của chính mình để đảm bảo cho học tập, sinh hoạt và tương lai. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các trường phòng giáo dục và đào tạo, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các trường trực thuộc, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị ban giám hiệu, giáo viên các nhà trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phổ biến quán triệt thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy định về sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường tại thông tư số 32 và công văn số 5512. Tùy vào điều kiện thực tế, ban giám hiệu và các giáo viên nhà trường quản lý điện thoại và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên và gửi lại điện thoại, thiết bị thu phát sóng cho học sinh vào giờ tan trường, tan lớp. Trong các tiết học cần đến việc sử dụng đến các thiết bị này và được giáo viên cho phép thì học sinh được phép mang vào lớp học. Đối với học sinh, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định, đồng thời đề nghị phụ huynh học sinh đồng hành cùng nhà trường, thầy cô, động viên nhắc nhở quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng đúng mục đích, quy định tại nhà trường, lớp học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn 2020-2024, Việc Nam có 173 lượt thí sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Tỷ lệ học sinh có huy chương là 87%, nếu tính cả bằng khen. Cả 173 em đều đạt giải. Trong đó, năm 2024 là năm có nhiều huy chương nhất với 12 vàng, 15 bạc và 10 đồng, tổng là 37. Từ năm 2020, Việt Nam luôn nằm trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về thành tích trong cả kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Bộ đánh giá kết quả này là nỗ lực của học sinh cùng sự quan tâm của gia đình và nhà trường, cũng cho thấy các địa phương ngày càng quan tâm tới giáo dục mũi nhọn. Ngày mai, chung kết năm cuộc thi đường lên đỉnh Olympia sẽ chính thức diễn ra với sự góp mặt của Võ Quang Phủ Đức, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Tại quê nhà Thừa Thiên Huế, dự kiến sẽ có hàng ngàn học sinh, giáo viên sẽ có mặt tại quảng trường Ngọ Môn, một trong 4 điểm cầu của chương trình, để cổ vũ tiếp sức cho các nhà leo núi. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và chỉ mong thời tiết thuận lợi để không khí của điểm cầu đặc biệt này được truyền tải trọn vẹn nhất đến với khán giả truyền hình cả nước. Sáng ngày 12 tháng 10, tranh thủ trời hưởng nắng, tại quảng trường Ngọ Môn, hàng ngàn học sinh của Thừa Thiên Huế đã tập trung đến để tập luyện những tiết mục cổ vũ cho nhà leo núi Võ Quang Phủ Đức. Hình ảnh những chiếc nón lá phủ rợp quảng trường hứa hẹn sẽ mang đến hình ảnh đặc trưng nhất của xứ Huế đến với khán giả truyền hình cả nước. Võ Quang Phủ Đức, quyết chiến quyết thắng! Em xin gửi tới lời chúc tới anh lớp 12 Võ Quang Phủ Đức là em chúc anh thi tốt, giữ vững tinh thần để mà trả lời được xuống xe những câu trả lời và những kiến thức mà mình đã biết. Theo em thấy thì cả hoạt động này thì có thể truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho anh Phủ Đức có thể tham gia cuộc thi thật tốt vào ngày mai. Thời điểm này, cả hệ thống kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, điện và mạng Internet đã được kiểm tra và hoàn thiện. Đặc biệt, các tiết mục văn nghệ phục vụ trong chương trình cũng được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho khán giả tham gia.
Việc lựa chọn điểm cầu tại quảng trường Ngọ Môn thông qua truyền hình trực tiếp và qua truyền thông báo chí cũng là dịp để quảng bá hình ảnh con người, vùng đất giàu truyền thống hiếu học xứ Huế, phục vụ phát triển du lịch kinh tế địa phương. Chính vì vậy mà bên cạnh nón lá, những chiếc áo dài ngũ thân Huế cũng sẽ là điểm nhấn trong phần hình ảnh của điểm cầu Huế năm nay. Dù thời tiết mưa là rất là nhiều và nhóm tụi em là gặp rất nhiều khó khăn trong việc luyện tập ở ngoài trời. Nhưng dù vậy thì bất chấp mưa hay nắng thì tụi em vẫn cố gắng hết sức để mà mang đến một cái tiết mục đặc sắc cho các dân hiến cầu truyền hình Huế năm nay. Thời tiết thì mưa dai dẳng như thế thì bọn em là nỗ lực hết sức để đem tới một tiết mục đặc sắc để động viên cho anh Vũ Đức, đồng thời là gửi lời chúc cho anh để giúp anh mang tới chức vô địch cho Huế lần thứ 3. Không chỉ dừng lại ở một game show thông thường, đường lên đỉnh Olympia qua 24 lần tổ chức đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích lý thú đối với các em học sinh. Và trong mỗi trận chung kết, không khí tại các điểm cầu cũng trở thành một sân khấu chính, bởi tại đây, ngoài các nội dung lên sóng trực tuyến liên quan đến phần thi của thí sinh, chương trình còn có một số tiết mục nghệ thuật, trò chơi nhằm cổ động tinh thần cho thí sinh tham gia. Hy vọng rằng là trong cái thời gian mình tổ chức cầu truyền hình tại quảng trường Ngọ Môn, thời tiết thuận lợi để có được những hình ảnh đẹp nhất giới thiệu với khán giả cả nước. Và riêng về võ quán Phú Đức thì tôi cũng rất là mong em bình tĩnh, tự tin thi đấu hết mình và mang lại kết quả tốt nhất trong cái trận chung kết này. Những ngày này, thành phố Huế có mưa gây nên một vài khó khăn, nhưng không dập tắt được khí thế của tất cả mọi người tại đây. Trong bầu không khí hào hức chờ đợi về phần thi kịch tỉnh sắp tới của các thí sinh, tất cả mọi người trên địa bàn tỉnh cũng như khán giả trên khắp cả nước đều cổ vũ, ủng hộ và khuyến khích nhằm tiếp thêm ý chí, quyết tâm giúp các thí sinh bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh trong một tuần ra quân. Số liệu mà lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế cung cấp cho thấy tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh vẫn còn diễn ra phức tạp, cần có sự phối hợp của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục nhắc nhở con em trong thực hiện luật giao thông đường bộ. Không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, dàn hàng ngang hay phụ huynh chở con đi học mà không đội mũ bảo hiểm. Những hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp vào thời điểm sáng sớm trước giờ vào lớp tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế. Dạ, ba mẹ em bận không có thời gian rộng, ba mẹ giao em xe 50 phân khối để di chuyển tới trường. Em không đủ tuổi để tham gia sử dụng phương tiện này. Hôm nay em đi xe quay 50, xe này là mẹ em mua khi tháng trước, để mẹ em nói là thôi để vài tháng nữa đủ tuổi bơ đi luôn chứ đường xa xa xôi mệt, nên mua cho đỡ đỏ. Bình quân mỗi ngày, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Huế xử lý hàng chục trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Việc thiếu sát sao của các bậc phụ huynh khi bàn giao phương tiện cho các em khi chưa đủ tuổi cho phép, cùng với đó là thiếu kỹ năng lái xe an toàn, là một trong những lý do khiến tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông diễn ra khá phức tạp trong thời gian vừa qua. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi tiến hành xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền giáo dục, phối hợp áp dụng các chế tài xử lý linh hoạt, đảm bảo đúng pháp luật quy định về quyền trẻ em, không gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến tâm lý của tuổi học sinh. Qua hơn một tuần ra quân cao điểm xử lý vi phạm luật an toàn giao thông lứa tuổi học sinh, đội cảnh sát giao thông trật tự đô thị công an thành phố Huế đã xử lý 34 trường hợp với 138 hành vi, phạt chủ phương tiện lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện 8 trường hợp, với tổng số tiền phạt gần 30 triệu đồng. Toàn bộ những trường hợp học sinh vi phạm đều được gửi thông báo về nhà trường để xử lý giáo dục. Cùng với xử lý vi phạm, đội phối hợp với lực lượng công an các địa phương làm việc với nhà trường, các hộ dân giữ xe xung quanh trường và yêu cầu không trông giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển và xử lý dứt điểm các điểm trông giữ xe tự phát nhận trông giữ xe máy cho học sinh. Thì trường Trung học phổ thông Giáo Hội đã có những kế hoạch mời công an thành phố Huế về tuyên truyền cho ba khối học sinh 11, 12 và 10, giáo dục cho các em dài lâu để xây dựng ý thức cho các em về luật an toàn giao thông. Tháng 9 là cái tháng an toàn giao thông, cho nên nhà trường chủ tâm vào việc là tuyên truyền, thì lồng ghép vào các giờ châu cơ hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là học sinh khối 10 ấy.
thì nhà trường sẽ tuyên truyền lồng ghép vào cái việc mà gặp gỡ phụ huynh đầu năm, và thông qua việc họp phụ huynh, thông qua cả cái giờ sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm, thông qua hoạt động trải nghiệm để tuyên truyền. Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến học sinh, trong đó tập trung vào học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện để điều khiển. Bổ sung kiến thức, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cũng như tăng cường xử lý các lỗi vi phạm ở thanh thiếu niên là những giải pháp vô cùng cấp thiết. Thế nhưng sự sát sao, quan tâm từ phía gia đình mới chính là cách bảo vệ tốt nhất dành cho các em. Thưa quý vị và các bạn, dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng liên tiếp trong thời gian qua, có rất nhiều người lao động vẫn bị sập bẫy lừa sang Hàn Quốc làm việc với mức chi phí thấp, thời gian chờ bay nhanh, được thụ hưởng mức lương cao. Và câu chuyện mà chúng tôi đề cập ngay sau đây sẽ là bài học cho nhiều người. Thua lỗ từ nghề biển, nhà ở cũng đã phải cầm cố. Vợ chồng bà Trần Thị Chức, xã Nghĩa An, tỉnh Quảng Ngãi, nghe theo lời tư vấn của các đối tượng môi giới, đành liều vay mượn thêm 100 triệu đồng để đi lao động ở Hàn Quốc. Nhưng đã một năm trôi qua, vẫn chưa được đi lao động. Người môi giới thì không thể liên lạc được. Bà Chức mới hay mình đã bị lừa. Chứ không nghĩ mà chỉ đưa tiền rồi bị lừa gọt, rồi bò con đây đều bây giờ nợ chồng thêm nợ kiểu vậy đó anh hả? Còn người đàn ông này, vì tin tưởng người cháu làm môi giới, đã gom 210 triệu đồng để lo việc đi lao động Hàn Quốc cho 6 người khác, với mong muốn có nguồn thu nhập cao hơn để trang trải cuộc sống. Ông cùng với nhiều người thân trong gia đình vẫn chưa tin chính cháu mình đã ôm tiền của mình rồi bạc vô âm tín. Tôi tin tưởng là cháu ở trong nhà mà nó không thể nào nó gọt đâu. Nên từ chỗ đó tôi cũng nghe lời nó kêu cứ cậu cứ bán tiền gì đi, nếu đi không được là cháu sẽ hoàn trả lại cho cậu chứ không mất một đồng nào hết. Nên từ chỗ đó tôi tin tưởng nó, tôi bán gì cho nó là 6 người ở trong Phú Yên là hơi 101 triệu. Có hàng trăm người dân ở nhiều xã tại tỉnh Quảng Ngãi là nạn nhân lừa đảo đi lao động Hàn Quốc đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, người dân địa phương đã đưa cho Thủy 4,7 tỷ đồng để Thủy kết nối với một người có tài khoản Facebook là gái đang lao động ở Hàn Quốc. Cơ quan xã hội tra công tỉnh mà trực tiếp là phòng cảnh sát hình sự đã tiếp nhận thủ lý là mà liên quan tới các đơn mà người dân ở các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức là đưa người lao động đi nước ngoài. Hiện nay tiếp nhận là hơn 100 đơn qua hai cái nguồn tin. Hiện nay hai nguồn tin này là chúng tôi đang giải quyết theo trình tự thủ tục của tố tụng hình sự. Việc lừa đảo đi lao động ở Hàn Quốc không phải là chuyện mới. Từ lừa sang làm việc tại Hàn Quốc theo dạng thời vụ visa E8 hoặc visa E9. Hiện Trung tâm Lao động Ngoài nước là đơn vị sự nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan duy nhất được giao triển khai chương trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc dạng visa E9 hay còn gọi là chương trình EPS. Và mới có 17 địa phương đã ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc để đưa lao động thời vụ đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E8. Đề nghị người lao động khi có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc thì tìm hiểu kỹ thông tin trang web của cục để xem thử các cái doanh nghiệp có được cấp giấy phép không, hay là các cái địa phương có được hợp tác với cái địa phương Hàn Quốc hay không, hay là có thể thông qua cơ quan chức quản lý lao động địa phương như Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, hay là Phòng Lao động của huyện, hay là Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Người lao động nếu có nhu cầu đi làm việc nước ngoài có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.dolab.gov.vn. Tin quốc tế, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chưa lắng dịu, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy một lần ngừng bắn toàn diện và chấm dứt bạo lực tại khu vực. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ vẫn nỗ lực ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực và đang tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan để hạ nhiệt căng thẳng và kiến tạo một môi trường hòa bình, nơi người dân có thể trở về nhà an toàn, trẻ em được đến trường. Chúng tôi tin rằng cách thức tốt nhất để đạt được điều đó là thông qua ngoại giao. Chúng tôi đã tham gia vào các cuộc trao đổi với các nước trong khu vực cũng như giới chức Liban.
Cùng ngày, cả nhà lãnh đạo của 9 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU ở Địa Trung Hải, được gọi là MED9, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông và thúc giục nối lại những nỗ lực ngoại giao để giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực. Lời kêu gọi được đưa ra trong tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh MED9. Bên lề hội nghị, quốc vương Jordani Abdullah Đệ Nhị cũng đã tiến hành một loạt cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn toàn diện và chấm dứt xung đột tại Liban và Gaza. Liên quan tới vụ Israel tấn công lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban, khiến cho 2 nhân viên bị thương, trong 24 giờ qua, nhiều nước đã đồng loạt lên án hành động này. Phát biểu khi đang tham dự hội nghị thượng đỉnh MED9 tại Cộng hòa Sip, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kịch liệt lên án vụ tấn công này. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phản đối hành động của Tel Aviv, nhấn mạnh sự vi phạm nghiêm trọng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc tôn trọng quyền tự do đi lại của lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban và tạo điều kiện cho phái bộ này tiếp cận đầy đủ và kịp thời các vị trí để thực hiện nhiệm vụ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Na Uy, Ireland và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel, nhấn mạnh rằng lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát tình hình và hoạt động như một lực lượng trung lập để giúp giảm căng thẳng và ngăn ngừa xung đột leo thang. Trong phản ứng tương tự, Trung Quốc, Nga và Indonesia đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại và phản đối các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt nghị quyết 1701 để duy trì hòa bình dọc biên giới Israel-Liban. Trong một diễn biến liên quan, phong trào Hezbollah tại Liban đã cảnh báo người dân Israel tránh xa các địa điểm của quân đội Israel tại cả khu dân cư ở phía Bắc để ngỏ khả năng sẽ tăng cường các tấn công trong những ngày tới. Trong một tuyên bố, phong trào Hezbollah đã cảnh báo người dân Israel không được đến gần các khu dân cư tại các thành phố lớn như Haifa, Tiberias, Acre để đảm bảo an toàn. Hezbollah khẳng định việc tấn công Tel Aviv và các khu vực trên chỉ mới là bước khởi đầu, và Israel mới chỉ chứng kiến một phần rất nhỏ trong năng lực quân sự của nhóm này. Hezbollah nhấn mạnh trong thời điểm hiện tại, nhóm này ưu tiên hoàn toàn việc đánh bại Israel, buộc Israel chấm dứt các hành động hiện nay. Tuy nhiên, nhóm này cũng cho biết đánh giá cao bất kỳ nỗ lực chính trị nào về việc chấm dứt xung đột, phù hợp với quan điểm của nhóm và tình hình hiện nay. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cho biết còi báo động đã vang lên ở một số khu vực miền trung nước này do có sự xâm nhập của thiết bị bay không người lái, đồng thời tuyên bố rằng đang sắp xếp tình hình một cách chi tiết. Quân đội Israel cũng cho biết hơn 20 quả rocket đã được bắn vào miền bắc Israel liên tục trong một giờ. Nhiều rocket đã bị đánh chặn và một số rơi xuống khu vực trống. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người và khiến khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ngày 11 tháng 10, cơ quan bầu cử độc lập cấp cao Tunisia đã chính thức xác nhận Tổng thống Tunisia, ông Kais Saied, đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với hơn 90% tỷ lệ ủng hộ. Cơ quan bầu cử độc lập cấp cao của Tunisia đã công bố thông tin trên sau khi hội đồng của cơ quan này xác nhận kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử. Theo kết quả cuối cùng, ông Saied đã giành chiến thắng với 90,69% số phiếu bầu, trong khi các đối thủ của ông Ayaji Yamen, người đứng đầu đảng phong trào Azimun, và nhà hoạt động công đoàn Yuhair Matyaoui lần lượt giành được 7,35% và 1,97% số phiếu. Ông Saied giữ chức vụ tổng thống kể từ năm 2019. Cuộc bầu cử tổng thống Tunisia diễn ra vào ngày 6 tháng 10, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 28,8%. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.